Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp của lớp cao đẳng diễn viên cải lương. Phải nói rằng trải qua 3 năm, đặc biệt là 3 năm gặp rất nhiều khó khăn và áp lực trong cuộc sống bởi dịch bệnh rồi rất nhiều các cái trở ngại để các em có được cái đêm bảo vệ tốt nghiệp ngày hôm nay với những vai diễn tiêu biểu thể hiện mình để đi đến cái cuối cùng là cái tốt nghiệp để các em bước ra với sân khấu chuyên nghiệp. Qua cái quá trình làm việc thì tôi nhận thấy rằng các em có một cái niềm đam mê thật sự và thậm chí là sự rèn luyện, cố gắng cũng như cái sự hy sinh bản thân mình cho cái niềm đam mê của mình. Tôi nghĩ rằng với cái niềm tin đó, với cái tinh thần đó, các em học sinh của mình sẽ đem theo suốt chặng đường làm nghề và tiếp tục rèn nghề giống như những cái vai diễn của ngày hôm nay. Tôi chúc các em sẽ thành công và đạt được cái ước nguyện của mình trong tương lai. Cảm ơn thầy Lê Nguyên Đạt, cảm ơn cô Thắm, cô Hà là ba giáo viên đã dẫn dắt em trong 3 năm qua. Em chỉ mong là lớp hôm nay sẽ có một buổi tốt nghiệp thiệt là thành công. Chiều qua ra sân khấu thì tụi em mong là tụi em cũng sẽ giữ lửa được 100% như lúc đầu. Em chúc các bạn K17B hôm nay thi thiệt là tốt. Trong lớp K17 á, mặc dù đôi lúc thì hay gây gỗ với nhau, nhiều khi tưởng là đã dẫn đến quýnh lộn với nhau luôn. Nhưng mà khi mà xa nhau thì lại nhớ rồi lại khóc. Có những kỷ niệm gọi là gắn bó với nhau cả thời sinh viên mà em sợ sau này nhiều khi ra trường không gặp lại được các em nữa. Hóa được rồi. Thôi con khóc mà. Đây gọi là em với thằng này là gây nhau rất nhiều nè. Nhưng mà cao nghe nha em, cao quá nha. Em muốn nói lời cảm ơn. Dạ em xin cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa kịch hát dân tộc đã dìu dắt chúng em qua 3 năm vừa qua. Đã dạy cho chúng em từ những nhịp căn bản rồi tới lên những cái trình thức vũ đạo, những kỹ thuật biểu diễn. Dạ em xin cảm ơn nhiều. Tới hôm nay thì em đã chuẩn bị bao nhiêu phần trăm? Nếu mà nói 100% thì em cũng không dám chắc hẳn, cho nên là em sẽ cố làm hết sức mình thôi. Bạn này nó dữ không? Dạ em cũng mong là mọi người cười mồi giúp em chứ. Mày đọc câu con nêu đi. Bạn nhớ đọc câu nêu cho tôi. Dạ em cũng cảm ơn anh Hòa. Anh Hòa đã gắn bó với tụi em từ mấy năm qua. Quay phim rất đẹp luôn. Khúc này cười nè. Khúc này cười đó. Gọi là bạn này là hay gọi hay em hay Đạt hay nói em với bạn này là gọi là họp hội đồng quản trị chủ tịch phó chủ tịch. Thật ra là do hai đứa bị hậu Covid không có nhớ mình nói gì nên phải ngồi lớp họp lớp phó đó khổ lắm. Gì đâu có mẹ đó vậy. Em là Diệp Thanh Duy, là lớp trưởng của lớp cao đẳng viên K17. Rất là cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người. Và cảm ơn đặc biệt, cảm ơn các thầy, các cô thời gian qua đã dạy dỗ chúng em, đã giống như là những người đưa đò đã đưa chúng em đến tới bến. Ngày hôm nay đây là một cái bến để chúng em cất cánh bay cao hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cảm ơn tất cả các bộ phận hậu kỳ, những cô chú anh chị đã giúp đỡ chúng em có được buổi thi ngày hôm nay. Một lời cuối cùng và chân tình nhất là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo chúng em động lực để chúng em được bùng nổ ngày hôm nay. Và mọi người hãy đón xem buổi báo cáo tốt nghiệp của lớp cho em nha. Dở bến sông chờ.
xưa thầy con đi, năm cuối cùng đã hết, chưa sang một mùa thi. Đã nghe thầy thương tiếc, thầy bao đời rất đẹp, nhưng cùng lắm gian nan. Sân khấu viên ngọc quý luôn chuyển sánh văn minh. Con bước vào vai diễn, thầy dìu dắt nâng niu, những ân tình trao gửi, mong con sớm trưởng thành. Mai con đi thầy ơ, xa bên người yêu đó. Con bước vào cuộc sống, chào quanh năm mây trôi, không một ngày biến động. Mai giữa trời theo dòng, mong tìm thấy bình yên. Con lo cuộc mưu sinh, không còn thầy đưa lối. Bây giờ là năm cuối, con thưa thầy con đi. Thầy con đi, năm cuối cùng đã hết, chưa sang một mùa thi. Đã nghe thầy thương tiếc, thầy bao đời rất đẹp, nhưng cùng lắm gian nan. Sân khấu viên ngọc quý luôn chuyển sánh văn minh. Con bước vào vai diễn, thầy dìu dắt nâng niu, những ân tình trao gửi, mong con sớm trưởng thành. Mai con đi thầy ơ, xa bên người đưa đò. Con bước vào cuộc sống, chào quanh năm mây trôi, không một ngày biến động. Mai giữa trời theo dòng, mong tìm thấy bình yên. Con lo cuộc mưu sinh, không còn thầy đưa lối. Bây giờ là năm cuối, con thưa thầy con đi. Đây là kỳ thi cuối, con thưa thầy con đi. Con thưa thầy con đi. Hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Đại diện phòng kiểm định trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin đại diện phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường đọc quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2022. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 94 ký ngày 26 tháng 4 năm 2022 quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2022. Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 1597 ký ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ quyết định số 3652 ký ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 25 ký ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi và kiểm tra công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng chính quy, căn cứ quyết định số 166/170 ký ngày 8 tháng 11 năm 2021 của quyền hiệu trưởng về việc công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2021 năm 2022. Xét đề nghị của lãnh đạo phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục quyết định điều 1 thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp cho năm sinh viên lớp cao đẳng diễn viên cải lương khóa 17A, 17B năm 2022. Thành phần hội đồng gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Đinh Quang Trung, phó giáo sư, tiến sĩ, quyền hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng.
Hê và Ca Lê Hồng, nguyên hiệu trưởng, nghệ sĩ ưu tú, trưởng ban chấm thi. 3. Ông Hà Quang Văn, nguyên hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo nhân dân, ủy viên. 4. Ông Phạm Văn Môn, phó trưởng khoa kịch hát dân tộc, ủy viên. 5. Ông Trương Văn Trí, phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, thư ký hội đồng. Điều 2. Nhiệm vụ và cách thức làm việc của hội đồng chấm thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Điều 3. Các ông bà trưởng, phó phòng khoa liên quan với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyền hiệu trưởng Đinh Quang Trung đã ký. Được sự ủy quyền của quyền hiệu trưởng nhà trường, đại diện nhà trường, tôi xin gửi bó hoa đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn của các em, nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ nghệ thuật, thầy Lê Nguyên Đạt, phó trưởng khoa kịch hát nhà trường. Trương Văn Trí đã thực hiện nghi lễ vừa rồi. Kính thưa quý vị, buổi chiều hôm nay một cơn mưa nhẹ đã chợt đến với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi cũng rất là vui mừng khi được đón tiếp tất cả quý vị là không quản ngại tất cả những khó khăn để đến chia sẻ với những người trẻ trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, học trò không nói, thành ra thầy sẽ thay lời muốn nói nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ là thôi thì chia sẻ vài điều thôi ạ. Thưa quý vị, 3 năm học không dài cũng không ngắn. Nhưng 3 năm học này nó mang tính chất lịch sử trong cuộc đời của thầy và trò. Đây vốn là lớp của cô Hồ Hồng Thấm giảng dạy và dìu dắt các em gần như trọn khóa. Nhưng vì kế hoạch thi là đã khoa chúng tôi chia sẻ với nhau để làm sao cho các sinh viên của mình được quá thân trọn vẹn vào một vai diễn mà mình tâm đắc trong suốt quá trình học. Tại sao tôi nói đây là một khóa học lịch sử của thầy và trò? Khi các em bước vào trường, bắt đầu học, thì khoa kịch hát dân tộc của chúng tôi bắt đầu dừng tuyển sinh. Khi các em bắt đầu học, thì dịch Covid đến, thầy trò phải vừa dạy vừa học trong những cái khó khăn cực kỳ. Rồi đúng ra các em đã tốt nghiệp từ năm ngoái, nhưng rồi kéo dài cho đến bây giờ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể tổ chức được cho các em thi, đặc biệt là được đứng ở một nhà hát, có thể gọi là thánh địa đường sân khấu của cải lương hôm nay. Xin được cảm ơn nhà hát Trần Hữu Trang. Cảm ơn tất cả sự có mặt của quý vị, các bậc thầy, những anh em phóng viên, báo chí, những phụ huynh của các học sinh chúng tôi đã không quản ngại đường xa đi cả ngày hôm nay để đến đây từ rất sớm. Những quý vị nghệ sĩ, tác giả và các bạn bè thân hữu của các học sinh của chúng tôi ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn nữa, xin được thay mặt khoa kịch hát dân tộc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt các sinh viên của tôi ngày hôm nay, báo cáo tốt nghiệp gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng nhiều điều an vui. Và luôn luôn trong cuộc sống của mình thật nhiều điều như ý. Xin cảm ơn. Với tất cả tình cảm đó thì với cá nhân là một giảng viên hướng dẫn, tôi chỉ xin rằng tất cả quý vị hãy luôn dành những tràng pháo tay như nãy giờ, liên tục tán thưởng cho các em trong mỗi câu ca hay, lớp diễn tốt, để các em có thêm tinh thần. Bởi đây là lần đầu tiên các em được bước lên một sân khấu như vậy, được đối diện, được biểu diễn cho số lượng khán giả lớn như vậy, để rồi các em từ đây bước ra cuộc sống, bước ra nghề nghiệp, nuôi dưỡng niềm đam mê và thực hiện được cái niềm đam mê của mình. Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe cũng như một bài học cuối cùng mà các thầy gửi cho các em để nhắn nhủ các em rằng người làm nghề, người làm nghệ sĩ luôn luôn rèn đức luyện tài và giữ cho mình cái điều tâm huyết, giữ cho mình cái niềm tin để rồi vượt qua tất cả trở ngại, trở thành một người nghệ sĩ trong lòng khán giả. Ngay bây giờ
Xin mời tất cả quý vị cùng đến với một câu chuyện mà chúng tôi và tác giả Đăng Minh sẽ gửi đến quý vị, Bến Sông Chờ. Cái thằng họ sợ chứ chẳng chọn anh làm bạn chung tình. Anh thề có miệu có đình, em mà chịu lấy anh đòi em lên đầu. Ê, xuân đã về. Xuân, làm cái gì vậy anh Khoa? Thì tôi đứng đợi Xuân trong bụi này sáng giờ đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn. Chị? Để thấy Xuân đi chợ về, thấy Xuân đi qua, thấy Xuân đi lợi là tôi vui. Cái anh này vô duyên ghê vậy. Tôi với anh có hẹn hò gì đâu, tự nhiên đứng đây đợi tôi làm chi? Tránh ra cho tôi đi về. Xuân. Cái gì? Ủa? Anh bị sao vậy? Cầm giùm gỗ cá, cầm giùm gỗ. Anh có sao không? Có con kiến, nó chích vô tim tôi. Tôi nghĩ anh không phải bị một con kiến cắn đâu, mà cả ổ kiến lửa cắn bây giờ anh á. Thôi tránh ra cho tôi đi về, trưa nắng rồi nè, tôi về nấu cơm cho tía. Anh đó, lo mà học hành cho đàng hoàng đi, hát không hay, còn cà lâm rớt nhịp nữa. Chiều qua học hả? Tía là trời đó, tôi đi à. Cái gì nữa? Tôi hứa, tôi về, tôi gán. Tôi tập được lục dân tiên để chừng làm kiều nghe của lòng tôi. Thì chừng nào làm được đi rồi tính ha. Thì tôi được. Đây tôi thử nha. Đường thiên lý gặp nạn tai, chàng đã ra tài giết phong lai. Anh Khải dần thơ sáng giờ anh đi đâu lâu quá để em chờ lâu. Trời ơi, sáng giờ anh ngồi ngoài mé sông nè, anh câu cho em gần hơn ký cá em coi đi. Con nào nấy tươi rối à, nhảy tổn không? Tội nâu cháo em ăn nha. Anh giỏi quá. Trời, hay khởi mà. Ý. Ôi, cá nhỏ xíu ăn mắt xương chết luôn chả đâu nội ơi. Đi Sơn cười. Em phải biết kén cá chọn canh, con cá này nè, nó bự như vậy nè. Ờ ha. Cá đâu mà ngon dữ vậy anh Khoa? Cá nhà nó nuôi chứ đâu. Sao mày biết? Bự hang. Trời bự chứ, cá bự là ngon à. Chắc ngon. Mày bự được với tao không? Xin lỗi mẹ, ông bà mình có câu á, mấy cá bự này nè nó vừa hôi vừa tanh, chứ nó không có vừa thơm vừa dai như con cá đồng này đâu. Trời được với tao. Và đặc biệt cái con cá nuôi này nè. Mày nhái tao mày. Lẻ như cho. Mà có mấy ai thèm mua. Tao không có bán cho mày. Chỉ có nước nuôi heo. Trời. Mày chớ có móc méo tao. Tao thích. Thức quá mày. Nhờ có giọng ca hay. Chứ sao tao rồi mày hẳn ba qua. Thì tao thua mày đủ thứ. Đúng rồi. Mà tao không có làm muốn. Ê, mày nói là làm muốn mày. Thôi mày, mày không biết đứng. Nó cùng tao. Đất ruộng mênh mông. Chúng ta là bạn bè hôn đông. Cao thấp gì cho mất lòng nhau. Một cành qua mà hai con bướm lượn. Chơi tới cùng mày.
mày một trận ăn thua. Mày đã thua lâu rồi. Trời ơi. Làm nguyện gì mà mày đắm nguyện ngã. Trời ơi. Sương. Kể nó. Nè anh em, mày chờ đi. Tại bên sông này, tao sẽ nổi tiếng cho mày coi. Mày chờ đi. Sương ơi, Sương hãy chờ. Nay tụi con hát tốt lắm đúng không thầy? Nhưng mà con cố gắng hơn nghe không? Dạ. Trời ơi, con ráng con tập ngày, tập đêm luôn thầy. Con hát thầy nghe nha. Gặp gỡ nhau đây, dù mai phải xa lìa, trong tim vẫn nhớ hoài, cùng thương hòa điệu trao người tri âm. Giỏi, nhưng mà nghe thầy nhắc nè. Dạ. Mày mốt ra sân khấu hát, không có dầm dò vậy nghe không? Dầm dò vậy đâu được con. Thầy đang phát huy nghe. Dạ, nay thầy bài thầy viết hay quá à. Mà mọi người ai cũng ca hay hết. Không mấy thầy dạy tụi con diễn đi. Dạ đúng rồi thầy, dạy tụi con diễn đi thầy. Đúng rồi đó tía, mình học diễn đi tía. Tụi con thích học diễn hả? Dạ, đúng rồi. Vậy hôm nay thầy dạy cho học diễn nha. Dạ. Nè. Cầm lấy. Ủa con đóng gì vậy thầy? Cướp phong lai. Nè. Phong lai nữa thầy. Tập đi. Tập đi thầy chị. Lẹ mày. Vậy con đóng Kiều Nguyệt Nga đúng không tía? Còn phải hỏi nữa. Thầy. Hả? Thầy đánh trống con thầy. Chờ thầy chút. Chờ thầy chút nha. Chuẩn bị nha. Dạ. Chúng ta đây là tướng cướp. Tướng cướp gì? Phong la. Ở chùa bên kia kìa. Tên kia kìa. Tao nè. Người tên gì? Như ta đây là Lục Dân Tiên. Giữa đường thấy chuyện bất bình, không thể bỏ qua. Dân Tiên à? Phải. Người cả gan vuốt râu hùm. Rồi sao? Hôm nay ta sẽ đánh cho người chết. Đánh. Get
kéo vậy kéo. Vậy thôi chưa mày. Được rồi. Thầy ơi, nó quýnh con. Rồi, nghỉ chút xíu đi rồi tập tiếp nghe không? Dạ, để con vô lấy nước cho tía nha hai anh. Thầy ơi. Hả? Thầy ở đây ngồi nè thầy, đây gần sông gió mát lắm. Đó, nè, tụi con đang tập tốt nha. Ráng cố gắng phát huy nha. Dạ. Tập cho thiệt kỹ, đánh nó mới đẹp nghe không? Dạ. Con mời tía nha hai anh uống nước. Để anh. Cố gắng nha con. Dạ, con nhớ rồi thầy. Con làm được á. Dạ. Hôm nay thầy vui. Thầy, hả? Con mời thầy uống nước. Trà thơm à. Dạ. Ôi, cái thằng này mày đánh thầy quá mày. Ê, mày đưa cái tào lao nghe, này là kính thầy nha mày. Thôi. Dạ, thầy. Con thấy cái giọng của con nó cũng đâu có thua gì Khởi đâu, mà lúc nào con cũng đóng thông la vậy thầy. Ôi dạ, con làm cái gì vậy? Con lỡ. Ừ thì thầy biết giọng con khỏe. Dạ. Tốt. Dạ. Nhưng có cái tội hơi cài lâm. Dạ. Ráng sửa chút nó hết rồi con. Nè, cái vai mà cướp phong lai á. Dạ. Không phải ai cũng có thể đóng được con. Dạ thầy. Ừ. Bước lên sân khấu là không có dây lớn dây nhỏ nghe không? À. Mình cố gắng mình rèn luyện, mình tập cho thiệt tốt. Dạ. Mình diễn xuất sắc, khán giả yêu thương mình. Đúng không? Dạ. Con diễn tốt nhân vật này á, ăn đứt kép chanh con. Trời ơi, thầy nói vậy, con gán con luyện tập ngày đêm luôn thầy. Con luyện chừng nào mà con hát được cái câu giọng cổ mà 100 chữ luôn. Trời. Sừng. Mày tránh ra con, tránh ra. Cho anh chiến chè hết rồi. Để em vô lấy thêm cho Xuân. Để cho nấu nước cho em pha trà nha Xuân ơi. Cái thằng coi vậy chứ vui tanh lắm, ruột để mà già hiền khô. Thầy ơi, thầy hả? Ông thầy nhức tay hả thầy? Thầy không sao, chút xíu hết. Thầy hả, hôm nay thầy vui á. Thầy cho con hỏi một chuyện này nha. Con hỏi đi. Hỏi đi con, có chuyện gì vậy? Thầy thấy hơi giọng rồi tướng tá con vậy nè, con có theo đoàn làm kép được không thầy? Không được, con chưa thể theo đoàn hát được. Ủa, sao vậy thầy? Thầy thôi, con hiểu rồi. Vậy là bấy lâu nay những lời khen chẳng qua thầy động viên cho con quên nỗi cơ cực ruộng vườn, đợi cả cho vui làng vui xóm. Chứ năng khiếu thực tài con chẳng có chi, nên thầy không muốn con theo nghiệp đờn ca phải không thầy? Ôi giọng nhịp nhàng con nào kém của ai thì đó, nhưng chuyện đồng con nói lắm con ơi. Thầy không tin con sao? Con hứa với thầy con mãi là thằng Khởi bên nước quê mình. Nếu thầy không tin con thì con quỳ xuống đây nè. Con thề với tổ nghiệp là con có nửa lời nào sai trái, cho tổ nghiệp quở phạt con đi. Thôi. Con làm cái gì vậy? Lời thề với tổ nghiệp không dễ dàng thốt ra như vậy nghe không? Thầy ơi, thầy mới dạy con những nhịp căn bản đầu tiên, biết sao bắt ba nam bảy bài bốn quan. Con hát vang lên với tâm hồn trong sáng, quên nỗi cơ cực gian nan với nắng sớm mưa chiều. Hai Khởi nó phải đi làm nghệ sĩ hết đó thầy. Thiệt đó.
đây là cơ hội của con. Thầy cho con đi đi thầy. Thầy, con không nghe thầy dạy hả Khởi? Con năn nỉ thầy mà thầy. Khởi, thầy, thầy. Còn non lắm, tập tiếp đi. Kìa thầy, thầy, thầy ơi, thầy. Anh đừng có như vậy nữa mà. Em hiểu lòng tía mà. Tía nói vậy thôi chứ tía thương anh lắm đó. Gì? Thầy mà thương anh hả? Thầy mà thương anh xin thầy đi đoàn hát. Thầy la, thầy mắng anh, rồi thầy còn đánh anh nữa mà thầy thương anh. Tại anh không biết đó, chứ đi đâu làm gì tía cũng khoe. Tía có thằng học trò tên Khởi, giỏi giang, hiền lành, lễ phép lắm. Thôi 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 đi, anh không tin đâu. Không biết có ai muốn nghe không, chứ tía hay nói như vậy nè. Bà con biết không, tôi có cái thằng học trò tên Khởi, mặt mày sáng láng, thuộc tới 20 bài bản tổ. Trời ơi, cái thời mà tôi đi theo gánh hát đó ha, ít có người nào được như nó lắm. Mà chưa kể, cái thằng này mà chịu khó luyện tập, nhất định nó sẽ trở thành kép chánh đó. Thầy, nói vậy thiệt hả? Thiệt rồi sao? Thì vui chứ sao trời. Nhưng mà vợ tới em giận nè. Ủa sao em giận anh vậy? Anh có chọc ghẹo gì em đâu. Thì anh tự biết đi chứ. Tôi biết mà. Đâu có ai thương yêu gì tôi. Đâu có ai quan tâm gì tôi. Người ta thấy tôi bị thầy la thầy mắng vậy đó, người ta giận dưng à. Người ta đâu có sót cho tôi đúng không? Rồi không lẽ người ta muốn tôi là suốt đời chăn dịch, cắm câu, không muốn tôi đi theo làm kép hát, làm kép chánh chứ gì. Tôi biết mà. Không có đâu. Em nghĩ anh mà đi theo đoàn hát, nhất định anh sẽ nổi tiếng đó. Cái gì? Em tin vậy thiệt á hả? Em nói thiệt mà. Em tưởng tượng nha, có ngày anh đi theo đoàn hát, rồi cái anh nổi tiếng. Đó, tiếng loa phát thanh của anh đang quảng cáo tên anh kìa. Hai Khởi là kép chanh, Hai Khởi là kép chanh, Hai Khởi là kép chanh. Đúng rồi, lúc đó em và bà con ở đây sẽ được nghe anh hát. Hai, dạ, Xuân. Dạ. Bây giờ là kép chanh rồi, anh tặng cho em giới hạng nhất, ngồi hàng đầu tiên nha. Anh tặng cho em giới hạng nhất, ngồi hàng đầu tiên. Đúng vậy. Vậy là em khỏi phải tốn tiền. Đúng rồi. Để mua vé coi hát cải lương. Thì ai hát cho em
cho anh nghe nè, anh đừng có đi theo gánh hát nha. Trời đất ơi, anh không biết đó chứ, ở bên ngoài á sóng gió cuộc đời cạm bẫy nhiều dữ lắm. Mà anh nhìn coi cái mặt của anh á khờ ếch vậy nè, rồi ra đường người ta ăn hiếp anh, lấy ai mà bảo vệ anh? Ủa gì kỳ vậy? Chưa kể đó nha, anh đừng có tưởng làm nghệ sĩ ngôi sao là dễ nha. Anh đừng có mà bài đặt mơ cao, lúc đó hả có cái gì hối hận không kịp á. Chưa kể nha, em thấy vậy cũng tốt mà. Ở cái xứ này nè, có ai mà không biết tới giọng ca của anh. Ở đây anh cũng là một ngôi sao được mọi người mến mộ rồi còn cái gì nữa. Và có em ha, là khán giả số 1 của anh nè. Mà chưa kể, anh đi rồi lấy ai tập tuồng với em. Mà không có anh tập tuồng với em á thì ai hát Lục Nhân Tiên. Mà không có anh hát Lục Nhân Tiên á thì làm sao mà em làm Kỳ Quý Ca được. Ủa gì kỳ vậy? Sao biểu anh đi cũng là em, kêu anh lại đi cũng là em, giờ em muốn cái gì? Thì tía đã nói vậy rồi, anh ráng học thêm nghề ở tía đi. Sao nay dữ quá trời. Em quýnh mệt không em? Vậy là không có được đi ha em. Thật lòng em cũng muốn anh đi theo đoàn hát để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp mà. Nhưng sao em thấy lo lắm. Khởi nè, anh hát cho em nghe một bài đi. Được, anh sẽ hát cho em nghe. Bài hát tầng sâu đáy lòng của anh. Em ơi tình thắm duyên quê câu thề sông nước cỏ cây mây trời minh chứng tình của đôi ta năm tháng không nhòa. Đã từng vượt qua bao nỗi thăng trầm, anh tin tình yêu chúng mình sẽ đẹp mãi như dòng nước chiều hiền mát ngọt mùa. Cột tóc cho em đi, cột cái kiểu mà anh hay cột cho em đó. Kiểu đó xấu quắc mà em kêu cột hoài. Em thích mà. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ai mà đẹp dữ vậy trời. Anh này, đẹp quá. Anh yêu em.
chỉ trăng vàng, anh hứa cho đời tình chung thủy. Nước mắt núi đồng lúa bấy lâu bền chắc, đất quê mình tình thâm sâu. Anh Khởi, Úc Xuân. Pha trà cho tía đậm quá, tía uống vô tía ngủ không được. Tía này, tại tía cô đơn đúng không tía? Tía buồn chứ gì? Tía, còn thấy dì hai bán quán nước ở đầu làng có ý với tía gần cả chục năm rồi đó, mà sao tía hờ hững quá? Tía, tía có muốn suy nghĩ lại không tía? Con nhỏ này, tía quấn chồng cái bây giờ, bộ con không biết hả? Biết gì tía? Tía có người yêu rồi. Tía có người yêu. Chứ làm sao? Trời ơi, tía có người yêu hồi nào, sao tía không cho con biết vậy? Người đó là ai vậy tía? Nè, cái Đờn là người yêu của tía đó. Tía này làm con nè, hết hồn à. Tía nói con nghe nè, hồi đó tía quen má con ha. Mỗi đêm mà sáng trăng tía ngồi tía Đờn, má con ca mê mệt luôn. Bà ca hay dữ lắm đó con. Ca hay hơn con bây giờ nữa đó. Bây giờ con tía cố gắng phấn đấu nghe không? Ba Nam sáu Bắc, bài nào bà cũng biết. Tía Đờn mê mệt cái tía yêu luôn. Ê, lúc đó gia đình mình nghèo lắm. Con thì mới có 3 tuổi à. Tía thì theo ngày hát, rày đây mai đó. Nghĩ mà thương tía cũng. Thương má bay. Đời nghệ sĩ mà. Đời nghệ sĩ tha phương, mà còn gánh vác chuyện gia đình, vừa lo chạy chữa thuốc thang, vừa tài sách nanh mang, phải nuôi dạy con thơ còn ngà bay, nắng sớm mưa chiều vừa lo khai phá ruộng đồng, hy sinh hết nửa đời xuân, ân tình ấy như núi như sông, nên con phải
phải khắc ghi lòng, sống sao cho trọn đạo với đời. Làm người phải hiếu hạnh thủy chung. Đúng rồi đó con, mẹ thiên nhiên ưu ái cho những người làm nông lắm đó con. Nhưng mà tiếc lúc đó gia đình mình nghèo quá, rồi cũng không có phát triển gì được nhiều. Má con mất, lúc đó tôi đâu có tiền đâu, không có tiền mà xây nổi tấm bia mộ cho con cháu nhớ tới ông bà tổ tiên nữa. Nghĩ lại buồn lắm con. Tía, nhưng mà con thấy tía đã xây cho má một nấm mộ trang hoàng rồi còn gì. Nhờ đất lành đại nhân, bởi vậy làm ăn khấm khá lên đường chút. Tìm có tiền xây mồ mả cho má của con đó. Nè, cái miếng đất này là do má con gầy dựng nên nha. Má con muốn cất một căn nhà khang trang. Rồi cái tía cũng tính rồi, một hai mùa nữa tía dành dụm thêm chút tiền xây cho nó khang trang hơn chút cho má con vui. Dạ. Nhưng mà vẫn có điều tía chưa làm được, nhất định tía phải làm cho được. Bộ còn điều gì hệ trọng lắm hả tía? Xuân à, đó là chuyện nhân duyên của con. Má con muốn tía xây dựng cho con một gia đình êm ấm hạnh phúc, nhà có rễ thảo, cháu hiền. Để trên mảnh đất bà khai quang nở bông sen bông quê, tiếng cháu ngoại hát mừng trăng lên cho vui sáng cả sân nhà. Con đến thì xuân tinh hết hiền qua, thì mong con có một cuộc sống ấm êm, dòng sông quê mát ngọt chảy vào đồng sông nuôi lúa chín vàng. Đây sẽ có cơn hạn kéo dài để đồng đời nước vô dòng nước đục bụng mang phù sa cho đất. Ai khiến chị tình thương để cho lòng bối rối, tưởng trong tầm tay bỗng vượt xa đâu rồi. Tía, con biết là tía lo xa, nhưng con nghĩ chị sẽ không đến nỗi nào đâu tía. Mà với kinh nghiệm của tía, anh Khởi có thể trở thành cách chánh không tía? Nó sẽ nên nghề, nhưng còn nên người thì đâu phải ai cũng dễ dàng đứng vững trước mọi chông gai cám dỗ đâu con. Trước đây nó sống trong cảnh lam lũ nắng mưa, bây giờ gặp cảnh an nhàn nó lại quên qua cũng gian nan. Nghề sân khấu dễ gần gũi với mọi xa qua cám dỗ, danh vọng bát tiền là an nhàn. Sân khấu là vinh quang một phim, sự vinh quang nhất thời chỉ làm đám mây thôi. Tía chỉ sợ nó không chứa được khi một tầng lây đất giữa phong trần. Xuân à, tía thương con, tía lo cho con, rồi sợ con dướng vào trong gai sỏi đá. Vì chuyện nhân tiền nó vô cùng trường đường mà gian sanh bằng tiền là có người. Tía, con biết là tía cũng thương ảnh mà. Với lại cô bầu xó xương cô cũng nói rồi, chỉ cần tía đồng ý là cô sẽ nhận anh Khởi liền hả tía? Tía ơi, tía nghĩ sao về chuyện này hả tía? Hôm rày tía cũng suy nghĩ suốt mấy đêm rồi,
Thôi thì sáng mai con dậy sớm đưa nó rời khỏi bến sông này theo đoàn hát. Thiệt hả tía? Con cảm ơn tía. Tía vô. Con cảm ơn tía. Vậy là tía đã đồng ý cho anh Khởi đi theo cấp hát rồi. Anh Khởi ơi, anh Khởi ơi, anh Khởi, anh Khởi ơi, tía đã đồng ý cho anh đi theo kép hát rồi, để em lấy ghe đưa cho anh đi. Xuân ơi, Xuân, em Xuân ơi, Xuân à, Xuân. Trong nhìn về phương xa hay lắm. Anh Đờn mà xúc động theo vậy đó. Anh có biết tại sao không? Anh không biết lắm. Em nói cho anh nghe đi. Tại tiếng đờn của anh giống tía. Phải rồi. Vì quá yêu thích đờn, quá yêu thích cải lương, nên anh đã theo thầy Tư đi học đờn
càng đờn á, thầy càng chỉ anh nhiều ngón đờn hay, nhiều bài bản hay. Nhất là khi tiếng đờn của anh được vang lên hòa cùng với giọng ca của em, lúc đó anh thấy hạnh phúc lắm. Anh Khoa nè, anh nghĩ sao nếu như em đi theo đoàn hát? Hả? Em nói cái gì? Em đi theo đoàn hát. Em theo đoàn hát? Dạ. Thôi không có được đâu. Một người đi mấy năm trời rồi không trở về, bây giờ em còn muốn đi nữa sao? Thì tại tí cũng muốn em theo nghề mà. Vậy em trả lời với thầy Tư thế nào? À, hay là nếu em muốn đi á thì anh sẽ đi theo em. Em thấy tí có một mình hả, cứ nay ốm mai đau, nên em nói với tí là em chưa có muốn đi. Đúng rồi, trời ơi, thầy Tư cứ nay ốm mai đau. Em ở nhà để chăm sóc cho thầy, thầy cũng có tuổi rồi nha. Em ở nhà với thầy nha. Muốn thấy em được theo nghề, được thành công trên sân khấu á, là ước nguyện của thầy. Còn nữa nha, lấy được cho em một người chồng yêu thương em, cho em cả cuộc đời hạnh phúc, cũng là ước nguyện của thầy. Và cả của anh nữa. Nhưng mà em chưa có quên được anh Khởi. Em nhớ đi làm gì con người bội bạc đó. Nó về xứ mình hát khởm rài rồi, lo phát thanh phát tên nó cùng làng cuối xóm kia kìa. Mà nó có thèm về thăm thầy, thăm em đâu. Anh nói cho em biết, đã hơn tuần lễ khán giả đần đần, bà con mê tích giọng hát êm đềm của một ngôi sao tuổi trẻ tài cao. Đường đây đã chờ bao xa mà bằng, chẳng thấy tâm hơi thằng Khởi về chơi. Mỗi nghề mỗi cảnh chắc ảnh làm gì, ảnh là nghệ sĩ công việc rất nhiều, phải hát đến khuya mệt lắm chẳng chơi. Anh đừng có nói lo thôi, còn phải lo luyện tập nghỉ ngơi giữ giọng, đâu phải như anh làm nghỉ tự do. Thôi đi, cứ nhắc cái thằng Khởi là em cứ binh binh hoài, nó tốt đẹp gì hơn ai đâu mà em cứ binh hoài. Thì em nghĩ nhất định anh Khởi phải có lý do gì đó, chứ anh đâu phải là người xấu. Vì nếu như anh là người xấu thì làm sao mà được mọi người yêu thương mến mộ được. Một người được mọi người yêu thương mến mộ nhất định phải là người đàng hoàng tử tế. Tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ là tình cảm mến mộ khi họ đứng trên sân khấu kìa, chứ đâu phải ai hát hay, diễn tốt thì cũng đều là người tốt đâu. Nhưng em tin anh Khởi nhất định không phải là người như vậy mà. Anh khuyên em là hãy nên quên nó đi. Tại sao chứ? Vì người mà anh với em có mối quan hệ thâm sâu đó chính là cái thằng Hai Khởi. Một nông dân chân lắm tay bụng, chàng trai nghèo thả lưới dặn câu, ham thích đờn ca dưới ruộng trên xuồng. Còn hiện nay nó là một ngôi sao sáng rực, danh vọng cao sang tiền bạc dồi dào, chứ nó đâu còn nghèo rớt mồng tới như ngày nào. Gặp gỡ bây giờ chưa chắc nhận nhìn nhau. Anh thì lúc nào cũng đâm mang bất hồng, giống như cửu non rắc rối trăm điều. Làm đàn ông con trai thì phải độ lượng trải lòng. Nè, lo cho em thật tình mà em lại vô tâm. Em là người không thực tế, cứ nghĩ ai cũng chân thật như mình. Mấy năm trời nó biệt tích bặt tâm, là nó muốn quên luôn cái bến nước quê nhà, là kết ngôi sao xung quanh toàn người đẹp. Nó đâu có thèm nhớ mong tới một cô gái quê mùa. Xuân ơi, em đừng có nằm mơ giữa ban ngày, lấy chồng phức cho rồi để cho thầy yên tâm. Anh Khoa à, mỗi người đều có một cách sống, một cách suy nghĩ khác nhau. Em tin nhất định anh Khởi sẽ trở về. Đúng rồi, nhất định anh Khởi sẽ trở về mà. Nhưng bao lâu thì nó mới chịu về? 10 năm, 20 năm, hay đến khi thân tàn ma dại thì nó mới lết cái xác nó về? Anh Khoa, hơn ai hết anh là người hiểu em nhất. Tại sao anh không thông cảm cho em? Yêu nhau đâu nhất thiết phải là vợ chồng đâu anh. Nên em mong anh từ nay về sau đừng có bao giờ nói tới chuyện này nữa. Thằng Khởi nó đã quên em rồi. Nhưng anh vẫn luôn ở trong tim em. Tiếng hát đó là của em, ở bên em mãi mãi.
suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ lấy ai ngoài anh Khởi đâu. Anh Khoa Xuân, em xin lỗi, anh đừng nói tới chuyện này nữa. Em đau khổ lắm, em buồn lắm, anh có biết không? Xuân, Xuân. Cũng phải chia xa mỗi người mỗi ngã, em đã ra đi bỏ lại sau lưng tiếng nhớ tiếng thương xoay đắm dân dương trong những đêm trường mình cùng nhau chung bước. Dù cho đời lắm bể dẫu cách trở sông sâu, ta vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu mình trọn đời bên nhau. Thì em ơi, lời nói năm xưa nay đã tan dần theo mây khói, nghe đau nhói con tim, nghe cõi lòng anh tan nát. Cao xanh ơi sao nở sắp bài ra chi, cành tình ngang trái để cho ai mai đầu xanh phải tan vỡ mộng tương phùng. Nhìn anh trăng khuya mà cũng nhớ ngậm ngùi, từng hạt sương rơi còn đọng mềm trên vách lá, tiếng nói giọng cười còn văng vẳng bên ta. Dẫu biết rằng em không dình lòng son sắt gì, bèn may là ta ngỡ thương trời. Giờ cách xa nghe lòng thương nhớ vẫn Hoàng Thiên Dương. Xin cảm ơn tấm chân tình của tất cả mọi người đã dành cho Hoàng Thiên Dương. Chắc là mọi người yêu mến Hoàng Thiên Dương lắm đúng không? Suốt hai tiếp theo hứa hẹn sẽ làm cho mọi người cực kỳ sảng khoái và thu hút tất cả mọi người.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Xin chào, xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, xin cảm ơn. Ơi, Khởi, nhớ nhớ tao không? Tao nè, trời ơi, tao quậy người nè, xuống đây nó nghe. À, trời ơi, áo đi đâu mà kim sa, kim tiếng quá trời. Nha. Thằng Khoa. Ừ, tao Khoa nè, trời ơi. Khoa Cà Long. À, thằng quỷ, tao ước Cà Long rồi nha mày. Ơi, nay đi hát kêu bằng quá trời. Fan hâm mộ rồi chụp hình ký tên rồi, có cái hình quá trời bự luôn á, nhìn đã thiệt. Đó là cảm giác sung sướng của những ngôi sao. Vậy hả? Trời ơi. Nhưng trong cái sung sướng cũng có cái cực. Sao vậy? Lớp phải cho chụp hình, xin chữ ký, ra sản phẩm rồi họp báo. Thấy đâu? Vừa rồi đó bị dây quanh mệt muốn xỉu luôn. Nhưng mà chỉ có những ngôi sao lớn mới có cảm giác đó thôi. Trời ơi. Còn mày thì không hiểu đâu. Tao mà được như mày á, nhiều người chụp hình fan hâm mộ như mày, tao dẫn mọi người đi ăn đã luôn. Cái thằng này, mày vẫn liên thiên vậy hả? Trời ơi tao. Tao nhớ mày, nhớ tới chú Tư, bà con lối xóm giáo út xuân hiền lành. Vậy mà khi mày đã nổi danh, mày đi mất biệt hẳn có thèm về quê một lần. Quê nhà vẫn ở trong lòng, bây giờ ở giữa đám đông. Nếu ai có hỏi, nhớ nói tao dân Sài Gòn. Ủa sao vậy? Nói sao nghe vậy đi. Và chớ đừng gọi tao là Hải Khơi, phải gọi là nghệ sĩ Hoàng Thiên Dương. Ngôi sao mà nói gốc quê ra, người ta khi nghệ tay chân nhìn vẹn. Hoàng Thiên Dương hả? Đúng. Tao thấy giống như là người ta đâu có quan tâm cái nơi xuất thân hay cha sanh mẹ đẻ mày đâu, cứ miễn mày có tài hát hay là được rồi chứ. Hoàng Thiên Dương gì chăng nữa thì... hình đẹp quá. Thôi ông ấy ở chơi ha, tôi về nè. Nói đụng chút xíu rồi về. Lên đây với ai vậy? Tao đi có mình à. Ở lại chơi với tao. Tao coi mày là bạn. Yeah. Ăn mặc quê mùa quá vậy. Thôi để chú Kim đưa trợ lý mua cho mày mấy bộ đồ mới. Ăn mặc thời thượng mới đứng kế ngôi sao được. Có việc làm chưa? Dọn mặt tới trưa luôn. Theo tao đi, bảo đảm cơm no áo ấm. Chút nữa Kim mấy đứa nó mua ít bánh trái gửi về cho chú Tư với Út Xanh. Út Xuân chứ. Lâu quá không nhớ tên. Mày thiệt. Rồi mày á, sẽ dắt mày đi mấy cái tụ điểm mà tao hát, để cho mày coi cái sức hút của ngôi sao là như thế nào. Mày sẽ hãnh diện gì mày có một người bạn là ngôi sao nổi tiếng nhất. Xin lỗi ông Hoàng Thiên Dương. Thì tôi lên đây á, trước là để tôi kiếm bạn tôi tên Hai Khởi. Hồi xưa với đoàn Trường Giang á, nó tên là... đâu có, đoàn Sông Quê của bà Sáu chứ. Nó tên Trường Giang. Đó, chứ mà tôi đâu có quen biết mà cái ông Hoàng Thiên Dương gì đây đâu. Hình quá, thôi không mấy tôi về nha. Nè, tôi về. Nói gì cũng đi sao? Thằng Khởi. Sao mày kêu thầy bằng chú mày? Thôi, không sao con. Chà. Hôm nay nổi tiếng có khác ha con ha. Chú cũng biết bây giờ con nổi tiếng dữ lắm. Cho nên mấy năm rồi không có thời gian về thăm chú. Chú đừng có giận con nha. Hay con tính vậy đi, cuối năm sau con về hát, con sẽ ghé ngang thăm chú và thăm bà con luôn nha chú. Chú cảm ơn nha. Con không tới thăm chú thăm bà con được thì hôm nay chú tới thăm con nè. Vậy hả chú? Tối nay con có sức hát đặc biệt, chú lại coi con nha. Bảo đảm chú sẽ hành diện về, con là đứa đệ tử độc nhất của chú. Chú cảm ơn. Hôm nay chú tới đây là cũng có chuyện muốn nhờ con giúp. Chú nói chuyện khách sáo quá à. Bây giờ con nổi tiếng rồi, chú cần gì chú cứ nói đi, con giúp hết. Tiền đúng không? Bao không nhiêu? Phải chuyện tiền bạc mà là chuyện tình nghĩa. Tình nghĩa? Phải. Trời ơi chú Tư ơi, con nợ ân tình của chú, con phải trả cho chú chứ. Chú cần gì nói đi, con giúp hết. Đó, con Sáu nghe hết rồi đó. Nó sống có tình nghĩa lắm. Tôi nghe hết rồi anh ơi, giữ giùm Sáu ơi con. Mèn đét ơi, lâu ngày gặp lại bay bảnh tỏn ra dữ à. Trời đúng là bây giờ hành nghệ sĩ ngôi sao nổi tiếng rồi ha.
áo cũng đẹp mà quần cũng đẹp, hát hay nữa nha con. Cô bầu Sáu Sương. Đúng rồi, cô Sáu Sương nè. Trời ơi, bao nhiêu năm chưa gặp lại cô, bây giờ gặp lại cô vẫn mập như ngày nào ha. Kỳ quá. Hồi xưa tao làm đầu chanh đó chứ, mà tại giờ tao bể phọt nên tao mới làm bầu. Mà không biết ông Khởi, hồi xưa con ở trong đoàn của Sáu á, Sáu mời con diễn vai võ tướng lắm nghe. Lúc mà trống phách lên cái là bay tung 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 tung. Ôi ôi mê lắm con ơi, khán giả mê mà Sáu cũng mê nữa. Khoan khoan khoan, để Sáu kể cho con nghe cái thằng Khởi này nè. Sao sao? Cái sự tích mà nó về đoàn của Sáu. Hồi xưa đoàn của Sáu về dưới quê hát. Vậy hả? Có một thằng nhỏ nhỏ đen đen nó xin lên hát. Rồi sao? Sao tưởng nó hát đâu có được đâu con. Ai vậy, nó vừa cất tiếng ca lên cái, trời ơi nó mùi quá trời mùi. Vậy hả sao? Trời ơi, cái họ dò hỏi nó mới biết nó là đệ tử của anh Tư. Anh Tư. Anh Tư ơi là anh Tư. Trời ơi, tôi không nhận luôn á. Anh có một đứa học trò quá giỏi, diễn giỏi, hát hay, mà nhịp lại chắc nữa anh. Thì nhờ nó hát hay cho nên nó mới nổi tiếng đó. Nên tôi mới xưa kêu nó về xin anh theo đoàn. Nhưng mà tôi tính rồi nha. Sao? Nếu mà anh không cho thì tôi cũng qua hốt nó luôn. Trời đất. Khoan, cái thằng này nè nó ngộ lắm nó. Sao nữa sao? Nó có cái tật nó thèm ăn bánh cam. Mà phải là bánh cam nhiều đường nha con. Vậy hả? Đúng rồi. Con biết không, hồi đó anh em trong đoàn thương nhau dữ lắm con. Vậy sao? Chia sớt nhau á, từng miếng cơm, manh áo, chén cháo, tô mì. Mà bây giờ á, tự nhiên cái đụng cái á, nó xin Sáu lên Sài Gòn. Anh em trong đoàn ai cũng nhớ thương nó hết sức vậy à. Thôi đem gì tặng cho người ta đi. Bạn giờ nhìn thấy nó nổi tiếng vậy á. Ừ. Tôi cũng mừng. Nên nay nè, có mang trái cây lên nè. Trái cây quê mình nè con, tươi quá trời tươi, đặc biệt nha. Bánh cam nè. Người dân quê mình chân chất vậy đó con. Bánh cam ngon quá nghe Sáu. Trời ơi ngon lắm con ơi, ăn liền cho nóng nha con. Nhưng mà bây giờ con đâu có ăn bánh cam nữa sao? Sao con thấy đó, con mới vừa diễn xong, khán giả tặng quà quá trời. Mấy cái này bây giờ đưa cho con đi, chứ con kêu trợ lý đem vô. Bây giờ Sao có chuyện muốn nói với con phải không? Con biết mà. Nói đi Sao. Thì hôm nay lên đây trước là thăm con. Sao á thì con cũng thấy mấy năm nay á, đất nước mình hạn hán rồi thêm lũ lụt nữa. Cho nên đoàn hát đâu có hát được đâu. Anh em trong đoàn cơm có đủ ăn. Nên Sáu bấm bụng lên gặp con là để nhờ con giúp cho Sáu một chuyện. Chỉ một chuyện thôi Khởi. Chuyện gì Sáu? Là con về hát cho Sáu một suất. Chỉ một suất thôi. Một suất? Đúng rồi, một suất thôi à. Được. Trời ơi, được kìa anh. Vậy là mừng quá rồi. Được, trời ơi Khởi. Con cảm ơn cô nha Khởi. Ừ, mà cuối năm sau mới hát được nha. Bây giờ lịch của con bận rộn lắm à. Ngôi sao nổi tiếng mà. Lịch dày đặt từ đây cuối năm sau lận. Hát từ Nam chí Bắc, rồi vòng quanh thế giới nữa. Không có thời gian đâu Sáu ơi. Vậy vậy Sáu tính như vậy, con cứ về hát cho Sáu đi. Bà con dưới quê họ mê con hát lắm. Họ thèm được gặp nghệ sĩ Hoàng Thiên Dương. Trời. Sáu tình với tên tuổi của con nghe, sẽ bán được hết sạch vé luôn nè. Rồi doanh thu bao nhiêu á, Sáu sẽ giữ lại một ít thôi. Còn nhiêu Sáu gửi cho con hết luôn. Trời ơi Sáu ơi, nói nghe đứt ruột con, đứt từng đoạn ruột con luôn nè Sáu. Thiệt muốn giúp dữ lắm. Mà nếu mà con giúp Sáu á, con phải đền hợp đồng cho người ta. Lương con bây giờ cao lắm, tính bằng đô la lận đó Sáu. Thôi con tính vậy nha. Cuối năm sau con về hát cho Sáu, chịu không? Cuối năm sau là đoàn mình rã thiệt đó Khởi. Hay con giúp Sáu đi, rồi như là con giúp những anh em để gắn bó với con từ cái thổ Hàng Di đó Khởi. Con nhớ không nè Khởi, hồi đó cái gánh hát đầu tiên mà con theo á là gánh Sông Quê của Sáu. Rồi cái vai diễn chuyên nghiệp của con á cũng là ở trên đoàn của Sáu. Đặc biệt ngang cái nghệ danh Trường Giang, con nhớ không, là Sáu đặt cho con nè. Cô Sáu thân yêu. Cô Sáu nè. Ừ. Cô không thấy gì hả? Ngôi sao sân khấu Hoàng Thiên Dương. Cái tên Trường Giang quê mùa đó con bỏ lâu rồi. Sao nhắc gì vậy? Nhắc buồn nữa. Hồi xưa hát kép chánh cho đoàn của Sáu đó, mang tiếng kép chánh, mà lương chỉ đủ để ăn cơm hả? Lâu lâu thì Sáu cho cái bánh, Sáu cho cái bánh cam. Không lẽ giờ Sáu muốn con về dưới hát
ăn bánh cam hả sao? Thì tại đoàn mình nghèo, hát ế. Nhưng mà khi nào có tiền á thì sao cũng phát cho đủ lương cho anh em mà con. Bây giờ có thực mới giật được đạo, chứ nghèo quá không có hát được đâu. Khởi ơi, con ráng giúp đoàn đi mà Khởi. Tôi nói tới vậy rồi mà vẫn không hiểu hả? Sao chỉ cần đoàn cường vậy để có tiền dọn đi, vô dụng so tim cũng tham qua ngày đất nay. Anh hưởng đoàn sao mai thật quá nặng nề, mà cũng là ngôi sao thuốc gắn vào. Tôi sẽ cho tiền cơm về mà lo liệu, chứ hát sướng gì ở cây gánh nhà quê. Tuồng tích lăng nhăng nghệ sĩ không thương hiệu, chỉ làm hai cái lương. Con ơi, làm bầu ganh như cô, chỉ mong sân khấu lên đèn để giữ gìn nghiêm tôn. Tôn tích cô viết ra dễ nghe dễ hát để phục vụ cho bà con tư xứ. Đâu thể nhất thời làm mất thanh danh. Tôi không hát cho cái đoàn nhỏ, làm bầu với bà thiệt sự là quá khôn. Lời bà hưởng lỗ bắt tôi chịu à. Vậy là con đã đoàn tình nghĩa tâm, quên hết tình nghĩa khi xưa. Khởi ơi, con đã đổi thay thực sự, thì đâu xứng đáng mang danh nghệ sĩ. Bà im đi, đồng chân đất quê mùa. Tôi là Hoàng Thiên Dương, ngôi sao sáng đương thời. Bằng tài năng, bằng nỗ lực chính mình, tôi không đủ tài thì ai giúp được cho tôi. Vì mà có lúc tôi tin thằng Khởi ở bên nước quê nghèo, sau đã lột xác thành bướm rồi. Sao cứ nhắc hoài quá khứ cổ nhục chán chê? Sao? Hà cớ gì sao phải đăng để con người giống ông bội nghĩa như vậy? Nay nó nổi danh quên tình xưa, nghĩa cũ quên cái gốc nhà quê. Từng tay lắm chân bùng, nó không còn nhớ nó là ai, làm sao nhớ mày biết. Làm nghệ sĩ là để mọi người yêu mến, chân chạch như mày có ngày khán giả tẩy chay. Đâu phải chỉ đẹp mặt đẹp người lên sân khấu lung linh, mà nhân cách tâm lòng còn phải đẹp. Đừng giống như cái đồ hàng mà trong ruộng đông không dù lòng lấy bên ngoài. Ừ, tao là cái đồ hàng mã đó. Mày thử về bán hết ruộng đất mày coi, mua được cái danh nổi tiếng giống tao không? Thằng nhà quê mày. Ôi đơn đau cho cô làm ơn mà mang tiếng quán. Ai đã quên khi xưa hàng gì người theo ta hát ca. Vô nhau
Trời ơi, dẫu tao với mày là tình, tình nhưng phải thú thật rằng tao mê cái giọng hát của mày. Sau con sẽ phụ giúp sau một tay xây dựng lại cách hát. Tặng khởi nó đã thay lòng thì mình đừng nên lưu luyến. Tao trong mắt coi mày dai mày trả từng trò đời khó tránh đâu. Thôi đi, quả tao đoán không sai mà. Mày không sửa đổi được mày, vậy mà mày nói với tao thằng Khởi ở bên nước quê mình nó chết rồi. Ông nói gì ông dạ? Con người này tôi không quen biết. Đi về. Ông về đi. Ông đứng đó tôi kêu bảo vệ đuổi ông à. Mày đi về. Này Khởi, con giúp đòn đi mà Khởi. Sao? Thôi, tôi hiểu rồi. Kể từ nay về sau, tôi không bao giờ làm phiền ngôi sao sân khấu Hoàng Thiên Dương nữa. Mình về thôi sao? Mình về thôi sao? Không ghé thăm tía, thăm em. Anh không còn nhớ tía, thương em sao? Anh Khởi à, anh về với em đi, về với bến nước quê mình đi anh. Tía không khỏe mà tía cũng ráng ra thăm anh. Tía thương anh lắm. Xuân, nghe nói cái Xuân à, anh à, chuyện gì vậy? À, em, ủa đi hát hay em? Ở đây không có ai tên là Hai Khởi quê mùa ở bên nước kinh cùng, mà ở đây chỉ có ngôi sao sáng giá nhất hiện nay chính là Hoàng Thiên Dương. Có lẽ anh ấy vừa diễn một vai diễn quá xuất thần, quá hay, nên khán giả cảm động đến chảy nước mắt chứ gì. Nghĩ mà cũng khổ cho nghệ sĩ quá. Cho nên em có nhiệm vụ phải bảo vệ anh. Tại vì anh không những là một ngôi sao tài năng, mà anh còn là chồng của em nữa. Phải không? Thôi, không có thời gian nhiều đứng đây nói chuyện lòng vòng những người quê mùa như vậy. Mình còn nhiều show lắm, khán giả đang đợi thần tượng, đợi ngôi sao đến, đó mới là điều cần. Đi thôi anh. Thôi, em ra xe trước. Em muốn khi em ra tới xe, anh phải có mặt ở đó. Làm ơn tránh đường ra cho tôi đi. Xuân ơi, anh đi đi. Nghe anh nói. Anh đi với người ta đi. Xuân, những gì cô gái ấy nói là sự thật. Anh có được như ngày hôm nay là nhờ một tay cô ấy. Em, anh nợ em một ân tình. Anh có ít tiền, em đem về lo thang thuốc cho chú Tư. Anh không về được. Anh đưa
tiền. Anh nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao? Anh giữ lấy số tiền này đi. Tía không cần tiền của anh, em cũng không cần tiền của anh, mà chỉ cần tình nghĩa của anh thôi. Em hiểu rồi. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa. Xuân, Xuân ơi, Xuân. Thôi anh hãy về với người giàu. Tâm gian dối, tim đầy giờ rồi. Từ đây biết thương biết nhớ, anh giờ dần hờn vô cớ, để phụ phàng mối tình của em. Hay để con đưa thầy vô phòng nghỉ nha thầy. Thầy không sao. Để thầy ngồi hóng gió một chút. Trăng đêm nay sáng quá. Khoa nè. Dạ. 20 bài bản tổ thầy dạy cho con, con đã học thuộc chưa? Dạ, con đã học thuộc. Con thuộc và nhớ từng chữ đờn. Lâu nay thầy dạy cho con chữ đờn, ngón đờn, nhưng mà thầy chưa giải thích hết cho con rõ. Đờn kiềm còn gọi là đờn nguyệt, hay còn gọi là quân tử cầm. Quân tử cầm. Trong dạng đờn tài tử, người nắm đờn kiềm luôn giữ nhịp sóng loan, biết đờn phải biết rèn mình nghe con.
hãy lấy tấm lòng bao dung. Trong nha thầy. Tía ơi, tía uống miếng thuốc cho mau khỏe nè tía. Xuân à, tía sợ chắc tía không còn được nhìn con đứng hát trên sân khấu nữa. Thầy, tía, thầy đừng nói vậy mà. Tía nói cái gì vậy tía? Tía đừng có làm con sợ mà tía. Tía nói là tía sẽ chăm sóc cho con. Anh Khởi anh bỏ con rồi, tía cũng định bỏ con sao tía? Làm người ai cũng có giây phút sao lòng non dại. Tia chỉ mong con ráng học để trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, và trên bước đường lưu diễn của mình con gặp được thằng Khoa, thằng Khởi, đưa thằng Khởi nó trở về. Thầy, tía ơi, tía đừng có làm con sợ tía ơi. Khoa, thầy hứa với thầy chăm sóc yêu thương con Xuân như là em ruột của mình. Con hứa. Và đừng buồn thằng Khởi nữa. Tía. Thầy ơi. Tía, còn lại giây phút sau cùng, thầy trao lại. Thầy ơi. Xem như là kỷ vật dình nghề giữ nghiệp. Thầy dân con.
gìn nghề, giữ nghiệp. Dương tơ làm đẹp cho đời, nói gương theo tiền nhân ngày xưa đã dạy, tận chung với nghề đem tài sức dung bồi. Sân khấu là thánh đường cho ta bao điều hay, vua hiền tôi trung chính nhân ánh. Chẳng phải em cho anh tất cả rồi sao?
Anh biết, anh biết em cho anh đủ thứ, cho anh nhà cửa, cho anh xe cộ, mà ba cái đó chỉ là vật chất thôi. Cái anh muốn là danh chính ngôn thuận, làm chồng của em kìa. Anh tham lam quá. Nếu như em chưa quyết định chia tay với hắn thì sao? Vậy thôi, anh đi về. Nè, nếu như em chấp nhận đầy đủ điều kiện của anh. Em nói có thiệt không? Anh tạm tha cho em đó. Nhưng mà em coi tính sao thì tính đi nha. Anh còn trẻ, anh không muốn, anh muốn người yêu của mình là của mình. Anh không có muốn làm kẻ thứ ba đâu. Em biết rồi, thấy người ta cưng cái nhõng nhẽo hả? Em nói cho anh nghe, với mối quan hệ và khả năng lăng xê của em thì anh sẽ trở thành một ngôi sao sân khấu hay ca nhạc gì đó cũng được. Lúc đó anh sẽ có tiền, có em, có sự nổi tiếng. Em hứa rồi đó nha. Hứa là phải giữ lời đó. Trong nhà tao vậy? Về đi. Có gì em liên lạc với anh sau nha. Giờ ba mặt một lời, em nói rõ luôn đi. Thôi anh về trước đi. Mày đứng. Thằng khôn, đứng lại. Tại sao chồng của cô ba? Tôi làm gì thì anh cũng đã thấy rồi đó. Làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Cái gì? Lớn tiếng với mày hả? Mày nói chuyện với tao vậy đó hả? Tao giết mày. Anh đắm chìm trong buồn.
thương ai chứ đâu phải con người này. Người đã nâng đỡ anh thành tài, tôi nhớ hoài ngày đó anh ơi, một anh kiếp nghèo cải lương, cơm không đủ ăn, xương xuống nằm trần, nên tôi hết sức thương tình. Để bây giờ cô phản bội, quên hết thay chữ vợ chồng hay sao? Vợ chồng vinh dự quá ông Hoàng Thiên Dương à. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tôi đang là vợ của một nghệ sĩ tài danh, chắc là sướng như tiên khi được cả danh lẫn lợi. Nếu như tôi là một cô gái nhà nghèo thì chắc gì đã giữ được anh là của tôi mãi mãi. Anh nhớ không, cái thời anh còn tay trắng, trên sân khấu thì huy hoàng rực rỡ, nhưng khi khép lại cánh màn nhung thì thui thủi với thân nghèo. Ai đã biến anh từ một kẻ chân quê thành một ông hoàng, một anh kép giường thành ngôi sao thành phố, từ gánh hát bầu tèo bước lên sân khấu đại bang. Tôi phải bán căn nhà của ba má tôi cho, bỏ tiền cướp, tiền dai, tiền bán muôn hộp xoàn đá quý, tiền tích góp dùng để lăn xê tên tôi. Mỗi bước anh đi có tiền tôi trải lối. Mất cười. Kẻ có tiền thì mua dâm, kẻ không tiền bán mạng nè. Đó là kết cục của những cuộc tình không có tình yêu. Chính cô đã biết tha cái cờ bạc nghĩa ngập. Là cô đó. Có tiền, có danh, anh lại ăn chơi bạc mạng. Những cô gái dây quanh mù quáng trao tình. Để giữ được anh, tôi phải hết sức chịu lòng. Phải, tôi không muốn anh là của ai hết, nên tôi bày cho anh xa đọa ăn chơi. Để được ngủ như anh, tôi tự làm cho mình tổn thương. Anh tàn tạ xác thân, còn trái tim tôi vỡ nát. Tôi vốn thương tôi nên cần tìm bên mới, hết nợ rồi bận biểu chỉ thêm khinh. Cái gì? Cô khinh tôi à? Khinh tôi thì ai khinh cô? Cô tôi mới ra nông nỗi này, bây giờ cô bỏ tôi là sao? Phải rồi, bây giờ anh là người bệnh, anh phải theo tôi vào trại để cai nghiện. Không, cô bị điên hả? Tôi dẫn vào trại nha. Đi. Không, đi. Tôi không có bệnh mà. Em ơi, anh dạy em đừng có đưa vô trọng. Không có đường về em ơi. Vậy chứ, bây giờ anh muốn gì? Anh không tìm. Anh không. Đi. Phải rồi, anh là nghệ sĩ mà. Vậy bây giờ anh hát đi. Hát hay thì có thưởng, còn hát dở thì không có đâu nha. Mà nhưng mà anh mệt quá. Nàng ơi, không phải hát như vậy. Anh là nghệ sĩ, anh phải biết diễn chứ. Diễn đi, hát đi. Diễn hay hát hay thì có tiền, có thuốc. Thank you.
thời rồi anh Hoàng Thiên Dương à. Nhưng mà anh hát rồi, anh hát rồi mà, thì tiền của anh đâu? Thì bao nhiêu năm nay anh dành dụm đâu? Hãy đưa cho anh lẹ lên, tới cự rồi. Tiền? Lẹ lên. Tiền hả? Tiền của anh ở trong sòng bài đó. Tụi gái, tụi đánh đề, cá độ đá banh, anh chạy theo những khối hương phù phiếm. Không. Mà bây giờ anh hỏi tiền của anh ở đâu không, sao? Không. Anh đã mất tất cả. Không phải. Mất cả sân khấu, giai diễn và khán giả. Không. Tất cả đã quay lưng lại với anh rồi. Không. Anh hiểu chưa? Không. Sân khấu là của tôi, vở diễn gia tôi là của tôi. Khán giả, khán giả ơi, hãy cho tôi trở lại thời huy hoàng ngày xưa. Xưa rồi anh, đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi anh còn là một nghệ sĩ lừng danh. Anh tưởng anh là số một chẳng ai hơn, dưới ánh hào quang giá tàu, màu sắc lung linh làm cho anh choáng ngợp. Trước mắt mọi người anh là thiên hạ vô song. Tôi đã hết thời nên dấu đôi niềm leo với dầu tình mẫu thôi. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận điều kiện của cô. Cô đã đưa dân tình về hoang lạc vui chơi. Có nghĩa là tôi bị bỏ rơi, chắc chắn bỏ giỏ chuyện đời chỉ vậy thôi. Chuyện đời giả trá, tôi trả nợ mình dai. Bao năm trời tôi chỉ giữ được thân xác của anh, còn hồn anh gửi tận nơi đâu? Vì cô tôi đã phụ bạc bao người rồi, bây giờ cô bỏ tôi sao? Bỏ hai chữ vợ chồng sao? Khi không còn yêu nhau nữa thì dương vấn làm gì cho đau khổ. Bây giờ tôi sẽ cho anh một số tiền để làm lại từ đầu. Anh biết mà, em đâu có bỏ anh đâu đúng không? Với một điều kiện. Điều kiện gì em cứ nói đi, mà em cho tiền là được. Em nói đi, em cần gì? Anh phải ký vào đơn ly dị và rời khỏi căn nhà này. Đơn ly dị? Rồi tôi biết đi đâu? Tôi biết về đâu hả Lily? Về đâu khi tình yêu như giấc mộng xưa mà đến? Về đâu khi tình yêu đã hết? Về đâu khi người buồn nhưng lời chua chát đến con tim cờ tôi đang chết trong từng giờ? Ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu phải đâu như ngày nay. Mà tôi yêu anh nào mấy, mà tôi yêu anh nào biết trái tim tôi như người điên biết không. Lòng tôi đau trăm lần đau, người đi quên đi lời thề. Giờ em đang vui cùng anh, em có hay cho tình tôi? Ngày xưa chưa yêu vội tình, bờ môi ai ngọt ngào thiên. Thank you.
người nghệ sĩ ấy đã trở về. Suốt một tuần nay, người đó cứ đi theo đoàn của mình, từ bến này sang bến khác, hết dở tuồng này rồi tới dở tuồng khác. Nhưng người đó chỉ dám đứng từ xa nhìn con, chứ không dám lại gần. Sao? Sao đang nói cái gì vậy sao? Người nghệ sĩ đó là ai? Anh Khởi! Anh Khởi! Anh đã về với em thật rồi sao? Anh về với bến nước quê mình thật rồi sao? Anh Khởi! Khởi. Thầy ơi, đứa học trò bất hiếu tội lỗi của thầy đã về rồi. Thầy tha lỗi cho con nghe thầy. Không ai trách anh đâu. Anh về với đoàn hát, anh về với bến nước quê mình là mừng rồi. Mọi người sẽ thương yêu, thầy ơi, để chào đón anh mà. Tía ơi, cuối cùng con cũng hoàn thành được ước nguyện của tía, là tìm được anh Khởi trở về rồi tía ơi. Thà nghe những tiếng đắng cay, tôi thấy trong lòng nghe thương đau đớn. Còn hơn cứ đi chăm lo âu yếm thần trao tuổi làm sao. Tôi đã dài ân tình biết trả lại làm sao.
rồi, vô thay đồ lẹ con ơi, sắp hết giờ giải lao rồi. Dạ, xin kính chào bà con cô bác. Tôi là Sáu Sương, trưởng đoàn của gánh hát sông quê. Tôi xin cảm tạ tấm chân tình của bà con cô bác hôm nay đã không quản ngại đường xá xa xôi mà tới đây ủng hộ đoàn của chúng tôi. Một lần nữa, Sáu Sương xin tri ân tấm lòng của quý vị khán giả. Vở tuồng Lục Dân Tiên Kỳ Nguyệt Nga chỉ còn một hồi nữa là kết thúc. Xin quý vị hãy ổn định chỗ ngồi. Đặc biệt, kể từ giờ trở đi, vai diễn Lục Dân Tiên sẽ do nam nghệ sĩ Trường Giang Hữu diễn. Xin quý vị hãy cho chàng pháo tay thật là lớn để vở diễn Lục Dân Tiên Kiều Nguyệt Nga xin được phép tiếp diễn. Ooh.
khởi kiệu đưa Nguyệt Nha về trương phủ. Lột đó vậy. Hết rồi. Con làm đào hả? Dạ, con làm đào không? Không làm đào hả?
Rồi tươi nè, đúng rồi. Rồi tươi nè, 2, 3.